tiệm Applebee. Applebee là cái tiệm đồ ăn nhà hàng Mỹ. Đó, hôm nay gia đình Thùy Dương đi vô đây ăn trước ngày Thanksgiving một ngày. Đi vô ăn đồ ăn Mỹ trong này ha. Mời cả nhà đi theo với Thùy Dương nha. Đây là bữa ăn gia đình ở Vancouver. Vancouver, Washington nha cả nhà. Đây, hai lúa. Hello, hai lúa. Onion ring nha. Onion ring. Hành chiên bột. Hành chiên bột. Chấm sauce barbecue. Chicken wonton tacos. Oh, it's really good. Nghe daddy. Chicken wonton tacos. Wonton chicken. Cái vỏ này là vỏ hoành thánh hả? Nó không có cuốn hoành thánh mà nó đem. Tại vì làm taco á. Bữa nay là bữa nó gọi là pre Thanksgiving. Đây là gì vậy con? Chi hay là gì? Thịt gà chấm với lại cái sáo này ha. Này là cái rib của bà đó hả? Dạ. Giống như đồ ăn mẻ hả? Cái taco xong rồi họ bỏ vô họ chiên với chi, với cà chua. Ở Mỹ này ăn đủ thứ các nước đồ ăn hết. Đồ ăn đủ thứ các nước. Rất là tuyệt vời. Đủ loại hết. Những món nào ngon nhất của các thế giới là nó ở, sẽ ở Mỹ này. Bị bình ngang. Nó to bình ngang chứ nó to bình dọc. Tại vì ở đây toàn là bơ với lại chi với lại ấy không à. Nó gọi là phô mát. Phô mát. Việt Nam mình gọi là phô mát. Chấm với lại cà chua ngon. Chịu you fat. Ăn dữ quá trời. Tell me, what you got? Steak. Steak, broccoli. Yup. Mm.
Cái steak order đó. Cái này cái này là nó gọi là rib eye. Xương bò mà không xương nha, nó rút xương rồi. Họ rút xương rồi. Này đoán Mỹ không? Nhưng nhiều vô. Khoai tây chiên mà ăn với sốt cà chua là hết sợ luôn. Ngon hay luôn. Thịt này nó nướng hả? Nướng hay nó chiên? Nướng. Nướng xong bỏ barbecue sốt lên nhìn thấy đen thùi hả? Whisky với chân bê kìa. Có bê cần trong đó nè. Mấy cái bự ghê. Qua trời. Ăn mà hồi hết đĩa rồi. Ăn đúng ăn nhiều quá. Cái tôi ăn cho nó ốm bớt. Ăn làm sao mà ốm được trời. Toàn mấy ngược không hay lúa mấy ngược. Này là ăn cho nó dày bề ngang nha. Bề dọc nó không dày mà bề ngang nó dày. Nhìn thấy lúa đủ dày rồi. Đồ ăn mà bỏ đậu chết. Không bao giờ mà ăn mà bỏ bứa hết vậy. Ăn hết rồi nè, còn mấy cái lụm luôn đi. Ngon hay dở mà ăn hết. Bỏ bầu chết hả? Có nhiều người không có ăn. Cái này còn mấy cái ring onion nè, finisher. Máy này mỗi bàn một cái nha. Cái một bàn một cái máy nó có cái chanh đứng vậy luôn nè. Mình order ăn cái xong rồi mình cái thực đơn lên đây rồi. Rồi giá tiền đó. Trên này luôn. Giờ họ chưa có tổng cộng cho mình, cho mình chưa có biết giá nhiều. Cứ cho là giá không đồng nè. Đó, bên cái bàn này cũng có nè. Mỗi bàn có một cái máy. Ở đằng kia có người cho nên là thì Dương không có quay nha. Chỉ chỗ này không có người thì Dương mới quay cho cả nhà xem thôi. Rồi bây giờ cả gia đình ăn xong rồi. Bây giờ là họ đưa cho cái máy tự động mình trả tiền ở đây luôn ha. Mỗi bàn nó có một cái máy riêng. Máy giống như cái iPad à. Đó, người ta đưa cái máy này là mình tự cà thẻ ở đây luôn. Cái lỗ cà nè. Rồi lỗ nhét nè, cứ nhét lại nè. Nhét thẻ tự trả tiền luôn ha. Này họ chưa cộng cho mình. Này nó không có signal hay sao? Họ chưa cộng cái bill vô cho mình hả? Đợi cộng cái bill là tổng cộng bao nhiêu là mình tự đút thẻ vô mình trả luôn ha. Nó chưa tổng cộng bao nhiêu mà. Gọi họ ra, họ ra để tổng cộng mình mới trả được chứ. Nay hai gái ăn trả tiền bao đi ăn này. Đang trả bill. Thì Dương ăn xong rồi, giờ thì Dương đi về.
tôi rồi, no nê rồi, đi về cả nhà ơi. Thôi chị bye bye cả nhà nha, hẹn gặp lại video tiếp theo nha cả nhà. Chào, bye bye.